không nhỏ nhưng mà xe vừa nhưng mà xe gắn với đơ Xin chào tất cả các anh chị em câu lạc bộ Hoa Nhài Việt Nam. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 âm lịch. Em xin thay mặt tất cả các anh chị em cho câu lạc bộ Hoa Nhài Việt Nam xin cúng dường những bông hoa nhài thơm ngát lên đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024 được Giáo hội Phật giáo huyện Trảng Bom cho phép. Hôm nay em xin thay mặt câu lạc bộ cúng dường tất cả những chậu hoa nhài trong khu vực tổ chức cái đại lễ diễn ra vào sáng ngày mai Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2024. Sau hơn 2 ngày chuẩn bị, đến giờ phút này thì tất cả công tác trang trí khánh tiết khu vực tổ chức đại lễ đã xong. Xin gửi tới các anh chị em câu lạc bộ Hoa Nhài Việt Nam những hình ảnh mới nhất từ ngôi già lam Từ Quang, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Hơn 100 chậu hoa nhài được câu lạc bộ Hoa Nhài Việt Nam dâng cúng cho cái đại lễ Phật Đản lần này mang một cái ý nghĩa vô cùng to lớn.
Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Cuốn video này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những hình ảnh về bông hoa nhài được Phật tử và nhân dân trong cả nước dâng cúng trong đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Thanh lịch cũng người chẳng an,
yêu.